Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì Tiến đang ở tỉnh lộ 864 này anh chị. Thì hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với anh chị 4.271 m² đất dọc bờ sông nha anh chị ơi. Thì đây là cái ranh giới đất của mình, thì từ cái cánh cửa đó anh chị mình ngang qua là 110 m ra ngay cái chỗ cầu Kinh Sáng này anh chị. Cầu Kinh Sáng này là cầu 30 tấn ha. Thì ngay chỗ này mình qua cầu Kinh Sáng đó anh chị là mình đến với sông Tiền nha anh chị. Thì từ đó của mình ra mặt sông Tiền khoảng 300 m là đến rồi nha anh chị. Thì bây giờ Tiến mời anh chị mình tham quan một phần đất của mình trước nha anh chị. Rồi mình chút nữa mình sẽ ra bờ sông để mình xem cái ranh giới đất của mình nha. Thì hiện tại là miếng đất này đó anh chị thì có chiều ngang mặt tiền tính lộ 864 là khoảng là 110 m². Một cạnh bên này là 55 m, còn một cạnh bên kia là cái cạnh mà dọc bờ sông đó anh chị, thì nó có hình cánh buồm, thì nó sẽ hình cánh buồm nhưng mà cái diện cái chiều dài của nó tầm khoảng hơn 100 m nha anh chị. Thì tổng diện tích trên cái sổ đỏ đó anh chị nó ghi là gần 4.271 m² nha anh chị, có 136 m² là thổ cư. Thì thổ cư thì có một cái nhà, một chút nữa Tiến sẽ quay nhà cho anh chị xem luôn nha. Thì diện tích đất của mình rất là rộng luôn nha anh chị. Từ cái xe hơi hồi nãy Tiến đậu anh chị màu vàng á, là mình xuống thẳng cái góc này luôn. Thì cạnh bên này của mình là 50 m nha anh chị, còn mặt tiền lộ là 110 m, mà mặt tiền sông là hơn 100 m luôn nha anh chị. Nó dạt theo hình cánh buồm á, thì chút nữa mình sẽ ra đó mình coi nha. Thì với 4.271 m² này đó anh chị, thì chủ kêu giá là 50 tỷ đồng nha anh chị. Và mình có thể rất thích hợp để mình mở vật liệu xây dựng, hoặc là anh chị thích làm gì anh chị làm ha. Khu này nhà máy xí nghiệp rất là đông nha anh chị. Một chút nữa là Tiến mời anh chị mình đi ra cái dọc bờ sông và trò chuyện với anh chủ đất, mình hiểu thêm về cái mảnh đất này nha anh chị ơi. Và đang cho thuê là 750 triệu đó anh chị. Ủa tính luôn cái này luôn hả? Luôn, đẩy luôn, đã đẩy luôn. Hết luôn hả? Xe, hồ bơi, nhà ở trên là có cái gì của anh này? Điện năng lượng mặt trời, dạ, đầy đủ. Cái nhà bây giờ chúng ta làm cái bỏ ra trên 3 tỷ cái thằng không á. Ha. Dạ. Ok. Cái hả? Bỏ giò hả? Cái vật liệu xây dựng này cũng nằm trên đất mình luôn mà, phải không? Ủa cái này là người ta đang mướn của mình hả anh? Đang thuê đó. Người ta đang thuê ha. Bên này bên kia đâu hết là 5-6 chủ thuê á. Mỗi năm là khoảng chừng là 750 triệu á. Thuê có nhiều quá thì thôi bán thì cứ để làm gì. Là người ta thuê người ta cho tiền thuê hả? Tiền thuê không mà 1 năm 750 triệu hả? Ừ, khoảng đó. Dạ, 5-6 chủ thôi ha. Đất mình ra tới dọc mí sông này luôn. Mí sông kẹt ố à, bỏ xuống này 4 tỷ. Dạ. Bây giờ kè này cho đỡ sạt lở hả? Kè này là hết sạt luôn, cái nhà kia nè. Kè từ đó nó ra tới đây nè. Bờ kè khoảng chừng 3-4 mét gì đó. Đó là lên tới chỗ cây bằng đó luôn á. Ok. Phần này đất của mình hết. Đóng cột chống lúng mà che hết nè. 7-8 mét không nè. Chè vậy hết á, thấy chưa? Dạ. Ra cái phần đó luôn. Đây tổng diện tích trên sổ là nhiêu anh? Trên sổ đó 4 tùng mấy, nhưng mà ngoài thực tế này thì nó dài quá cũng chưa đo được nè. Dạ. Phải... Mà mấy cuốn rồi phải không? Mẫu á. Ừ. Đó, đi thẳng em, đi thẳng xuống dưới rồi. Đây. Đây. Em cứ đi. Ừ. Mà kè đóng cọc hết rồi. Bao năm luôn. Giờ chỉ có bồi ra thì bồi thêm thôi, chứ bồi ra ở nhà nước kiếm tiền thôi, chứ còn nó lỡ xuống thì chắc cũng thiên thu rồi. Dạ. Yeah. Mình tới đâu? Mi tới đâu? Đây,
dưới á. Ồ. Đó. Đó, rồi vòng đây, vòng cua ra tới cái chỗ hồi nãy nhớ không? Dạ. Đó. Chứ cho nó vòng ở đây. Đây bọc ra tới đây. Ở đây là đất của mình. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Em cứ đi thẳng lên. Cái này đi à. Đi không? Đi cái này. Cái này thì đá nè, cái này là đá nè. Đó, đừng đá trên này. Dạ. Này là bờ kè nó đá không á. Đó. Đó bờ kè nè, bờ kè đá không. Bê tông không á. Dạ. Tới ngoài đó. Ừ. Tới mới xong kia luôn. Ừ, tới đó đó, cái chỗ mình anh đóng cọc đó thấy không? Dạ hay. Nhưng mà với lý do là anh tính làm cái nhà chòi ở ngoài đó cái anh bỏ lại. Dạ. Đó là ra bên này. Ừ. Đi bước qua. Đó, ra tới ngoài đó. Cái này luôn. Vậy diện diện tích thật của nó là tới lớn lắm. Lớn, mẫu luôn á. Nguyên cả bờ kè này. Đá bê tông này đó. Kè nó chết keo rồi luôn, nó thấp xúc rồi. Dù giờ mặt tiền sông này cũng rộng lắm nha. Mặt tiền sông này dài hòn. Sông này đã nói rồi mà, cái chỗ dài nhất là nó cũng khoảng trăm mấy chục mét á. Dạ, trăm mấy chục mét mặt tiền sông rồi ha. Bề ngang cũng cả trăm rồi, ha. Ngang trăm mốt. Ngang trăm mốt ha, ngang tính từ cái mí đó luôn. Thì mặt tiền sông này nó dạt cánh đường nè. Dạt cánh đường. Ra nó cũng khoảng là cũng trăm mấy á. Dạ, cũng trăm mấy mét nữa. Mấy trăm mấy như một trăm mấy. Do qua khỏi cái mũi tàu đó là nó đã là 70 rồi. Dạ. Cái mũi tàu nó phải 60-70 rồi. Từ đó tới đây có khúc này không này là bốn mấy nè. Dạ. Thì cũng gần cả mẫu rồi. Gần mẫu không ta? Trăm nhân trăm. Trăm nhân trăm. Không. Cái khúc này thì nó cũng chỉ có 50 thôi. Dạ. Bắt đầu tới đây nó mới nở cánh bồm. Dạ hiểu rồi. Thì là tức là nó vô dư rồi, đó là mấy. Dạ. Thì ngang 100, một cạnh là 50, một cạnh là 100. Ừ. Tức là nó nở cánh bồm, nó kéo dài cánh bồm. Dạ nó cánh bồm, ngay cánh bồm ra đây nguyên cái còn cái bốt là ví dụ như là có tiền lịch thì kéo thẳng đây được nè. Dạ. Chỉ kéo thẳng ra tới đây được thôi nè, biết không? Dạ. À hồi đó cái đó là chỗ này là nó thẳng nè. Dạ. Cái móc mớ đá chỗ này đi tấp ra để lấy cánh bồn ngoài đó nên giờ trong này nó thiếu đá nên không chịu cái kè kéo đây ra tới đó kè được. Dạ. Yeah. Mà tốt nhất là kè là anh chịu cho tàu đậu cho nó gần để mình làm công việc nữa. Dạ. Yeah. Đây coi như anh cho thuê cũng 750 năm rồi, 750 tính ra một tháng là có được 70 mấy triệu ha. Rồi còn cái nhà ở trong trọng nữa chứ. Đây là cái hồ bơi. Hồ bơi mới chịu. Xe hồ bơi mới chịu. Ở bên kia là đất của mình luôn. Quá trời đất luôn. Đi là.
Nhà trong này mình để đậu xe hơi nha quý vị. Một riêng đậu xe hơi luôn. Còn ở trên lầu nữa, bếp